Hyundai Cola giảm giá lên đến 40 triệu đồng, tạo lực cho Ford EcoSport do dịch bệnh Covid-19 khiến sức mua của thị trường ô tô Việt Nam chậm lại. Chính vì thế, Hyundai thành công chính thức công bố mức giảm giá mới dành cho các sản phẩm của mình. Cụ thể như sau, Hyundai i10 1.2 AT Hatchback giá lên biết 402 giảm 15 triệu, Hyundai i10 1.2 MT Hatchback 330-370 đến cũng giảm 15 triệu đồng, Hyundai Aletra